Ngôi Nhà Chung phiên bản đặc biệt Sống và Yêu sẽ là những trải nghiệm của 8 bạn trẻ tại một bán đảo hoang sơ vắng vẻ, không một bóng người. Họ sẽ phải tìm đủ mọi cách để sinh tồn, vượt qua những thử thách của chương trình. Em rất là sợ. Vượt qua những giới hạn của bản thân để giành lấy chiến thắng với giải thưởng 100 triệu. Cặp đôi tỏ tình thành công sau khi kết thúc chương trình sẽ nhận được một chuyến du lịch nước ngoài do Traveloka tài trợ. Huy Anh năm nay 23 tuổi, đang là một diễn viên trẻ gây được nhiều sự chú ý với khán giả thông qua những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh trong thời gian qua. Diễm My 25 tuổi, cô nàng từng đoạt giải Á Khôi Miss Áo Dài 2017, Hoa Khôi Tài Năng của cuộc thi Miss Việt Nam Beauty 2017. Xenia Hokina, tên tiếng Việt là Hồ Khánh Linh, năm nay 29 tuổi, là một cô gái người Nga và đã có thời gian sinh sống ở Việt Nam khá lâu. Công việc của cô nàng là một giáo viên tiếng Anh. Cô nàng cá tính tiếp theo là Nguyễn Trinh, năm nay 22 tuổi. Công việc hiện tại là sinh viên khoa quản trị kinh doanh và quản lý công ty may mặc của gia đình. Tyler Johnson, 28 tuổi, là một anh chàng người Mỹ. Công việc hiện tại của Tyler là giáo viên tiếng Anh và có tham gia làm người mẫu ảnh và các chương trình biểu diễn thời trang. Trần Nhật Trường, 25 tuổi, đang là một diễn viên trẻ. Anh chàng cũng có niềm đam mê lớn trong lĩnh vực ca hát và người mẫu. Hữu Thanh Tùng, 26 tuổi, là một diễn viên của nhiều bộ phim sitcom ấn tượng trong thời gian gần đây và là một diễn viên tiềm năng của sân khấu thế giới trẻ. Ngoài ra, anh chàng này còn có một niềm đam mê kinh doanh trà sữa, thời trang. Nguyễn Trinh, 32 tuổi, với vẻ ngoài thể thao khỏe mạnh, chín chạc. Công việc hiện tại của Trinh là một huấn luyện viên cá nhân, PT. Ngoài ra, anh chàng cũng có duyên với nghề diễn viên và người mẫu. Quy định dành cho các thành viên: 1. Không được quan hệ tình dục. 2. Không được sử dụng điện thoại, các mạng xã hội và tiền bạc cá nhân. 3. Không được rời khỏi khu vực quy định của chương trình. 4. Không được xin thức ăn và nước uống từ người dân địa phương. Các thành viên đã dành thời gian cả ngày hôm nay để gia cố chiếc bè. 9 chiếc bè này sẽ đưa họ rời đảo cuối ngày. Trước khi rời đảo, đã có những tình cảm được nói ra. Anh thích em. Và những tình cảm sẽ phải chuyển hướng. Thực ra thì như vậy là cũng vui vẻ rồi. Các thành viên vẫn còn nhiệm vụ cuối cùng trước khi chương trình kết thúc. Đã đến lúc cho nhiệm vụ khó khăn nhất cả hành trình. Cả 8 thành viên cùng hành lý sẽ phải bơi ra đảo đá, địa điểm chương trình quy định bằng chiếc bè tự chế này. Chiếc bè này không phải ngày 1, ngày 2 mà hoàn thành được. Đó là cả một quá trình dài đầy gian khổ của các thành viên. Nhiệm vụ xuyên suốt từ bây giờ cho đến ngày kết thúc chương trình là tạo ra một chiếc bè đủ sức chở cả 8 bạn và hành lý về vị trí bãi đá ngoài khơi. Hành lý nữa hả? Cho chương trình quy định. Tôi đọc tôi là muốn ở lại đây rồi. Vào ngày cuối cùng sẽ có tàu chờ ở bãi đá để đón các bạn về đất liền. Đây là nhiệm vụ khó khăn và cần tinh thần tập thể, nên các bạn có thể làm đi làm lại nhiều lần. Ở đây luôn hả? Ở đây luôn hả? Ở đây. Muốn làm bè thì phải có tre, mà tre ở nơi bãi biển hoang vắng này thật sự không dễ tìm chút nào. Không phải chỉ một lần đi tìm mà đủ. Bây giờ mấy cây rồi? Mà đâu có yêu cầu gì đâu. 4 cây ra cái đây còn mấy cây nè. Có tre rồi thì phải học cách làm bè. Con muốn họ hỏi cái cách làm bè bằng cái tre, chú có thể chỉ cho con được một chút. Cách lùi tre lại đó. Dài là mình nguyên luôn. Dạ. Mấy cái ngắn thau, chặt ở trên đầu á. Dạ. Rồi bắt đầu dưới này chặt xớp theo. Chiếc bè đầu tiên họ làm chỉ chở được 2 người. Đi được mà. Ây. Rồi đó, anh lên rồi. Okay. Rồi. Dạ. Rồi. Được, cái này 2 người nữa, 1 người nữa cũng vẫn đâu chìm đâu. Ừ. Tại vì sao cái chè bên trong nó rộng á, nên nước nó bạ nước nó vô, nên mình có cảm giác nó chìm chứ nó không có gì. Lần đầu tiên là anh làm cái này đi ra. Em về thành phố đây. Ví dụ thử thách đó, bắt mình phải trèo ra rồi đó, sao trèo nổi. Muốn làm chiếc bè lớn hơn, họ cần thêm tre. Mình có tính ra mồi đâu? Có. Cái bè này đi. Ừ. Thôi về bể rồi. So just look around. Về rồi mình bể. Đi, dựng nó đi. Wow. Wow. Are you okay? Có sao không? Are you okay? So hurt? Anything? Don't worry. I'm okay. Santo. Okay. Ồ, ở đây nhiều tre quá. Không có bác đi được. Thì giờ mình cứ gom lại đi. Cái dây cho mình luôn nè. Cũng từ đó mà mâu thuẫn nảy sinh giữa Tùng và Trinh. Hôm nay là cơ hội để lấy tre về á. Vấn đề là để lấy cái tre vòng qua đây rất xa. Mình sẽ chọn ra 3 người biết bơi và kéo cái đó về. Có phải là tiệm cho tụi em không? Vậy thôi, đi lọc nước. Cũng may mà trong lúc cả hai đang cãi nhau thì Trinh đã một mình vượt núi mang tre về. Vậy là đã đủ tre để làm chiếc bè lớn hơn. Bao nhiêu đủ 6 người vậy ta? Not good. Not good bamboo. We can't use. Nhưng cũng chỉ đủ chở 6 người. Mọi chuyện khá là dễ dàng cho đến khi trèo được nửa đường. Mọi người trên bè đều rất hoảng sợ. Cảm giác lúc đó thực sự rất là sợ. Leo lên 5 người ngồi trên cái bè thì hầu như là nó không có nổi, mà kiểu như là lưng chừng ở dưới mặt nước vậy đó. Cuối cùng thì Tùng và Tyler đã đưa được chiếc bè vào bãi đá. Chủ yếu là mình kiếm xốp nè, cặp thêm vô. Dạ, mình phải lấy xốp cặp thêm vô cho nó nổ lên. Dạ. Chứ cùng cây nó ít quá thì không đủ lượng nó nổ, đúng không không? Dạ. Hóa ra nguyên liệu cần thiết nhất lại là những mảnh xốp rải rác khắp nơi trên bãi biển. Trước 14 giờ, nhiệm vụ của các bạn phải hoàn thành chiếc bè phải nổi và chở được cả 8 thành viên cùng hành lý. Tôi tự hạ bản thân. 7 ngày không nghỉ. 7 ngày không nghỉ. Không cần thuốc. Không. Ê, tự hào lắm nha. Để tự hào quá không. Ủa, nước còn rút nữa. Cháu căng ra chị Linh. Cái này gọi là chiếc thuyền bé trai. Chiếc thuyền bé trai. Một là bé trai buồn vững. Vẫn vẫn là bé trai. Một lần là bé trai, suốt đời là bé trai. 7 ngày là bé trai, suốt đời là bé trai. Làm gì cũng là bé trai. Từ đầu tới đến ngày cuối. Từ cái đầu đến ngày cuối vẫn là bé trai. Cái số đặt, cái số phận nó đặt. Too long. 20 phút. Em ơi, nhìn cái đống bé trai này ghê thật đấy. Nhìn kinh ấy. Chiếc thuyền bé trai. Em, no, no, too much, too much. Just I'm assuming we don't have a knife. Vậy là tất cả đã sẵn sàng cho thử thách cuối cùng. Trước 5 giờ nhiệm vụ của các bạn là phải trèo chiếc bè đã làm để chở cả 8 thành viên và hành lý đến bãi đá quy định của chương trình. Nếu vượt quá thời gian như trên thì xem như các bạn không hoàn thành thử thách và phải ở lại đây 7 ngày, không có đồ ăn và đồ uống. Thôi bắt đầu thử thách thôi, đi về thôi. Các thành viên bắt đầu thử thách bằng một khí thế cực kỳ hăng hái. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, cũng là ngày thứ 7 mà nhóm của Trình ở lại đây. Có một chút xíu cảm giác rất là buồn và nhớ nơi đây, nhớ mọi người và nhớ cái cảm giác những ngày đầu tiên mọi người gặp nhau. Trình cũng không biết nói gì hơn, chỉ là muốn cảm ơn vùng đất này, cảm ơn mọi người ở đây và tất cả mọi người đã đem đến cho Trình cùng với cả nhóm những kỷ niệm có lẽ là không bao giờ quên trong cuộc đời mình. And you know, this is I think our 6th day out here, so we're tired, we're dehydrated, but you know, it's we knew today was the last day, so we gave it our all, and the boat's awesome. Họ chèo với tất cả sức lực và với mọi thứ có được trong tay. Huy Anh vẫn luôn là một cô nàng đem lại tiếng cười cho tất cả mọi người. Gần được nửa đoạn đường, Tùng đã phát hiện ra một vấn đề. Ê, mình có vẻ mình đi hơi bị xa khỏi mấy càng ngày mình không thấy hình cái chỗ đó mà mình chỉ xa qua bên này. Quả thật, bè của họ đã lệch khỏi đường đi ban đầu khá xa. Bẻ lại. Ok rồi. Rồi. Xa hơn đó. Kéo lệch quá rồi. Xong rồi kìa. Bên chèo bên kia đi, chèo bên này. Không chèo bên này. Bên này thì bên này. Rồi. Ok, go. Wow, chèo đều rồi đó. Chèo đều đó nha. 1 2 1 2. Sắp tới rồi. Đẹp quá. đi một vòng luôn đi mọi người ơi. Cái tảng đá kìa. Đá hình vậy nè. Kìa. Gần đến đảo đá lại có một trở ngại khác. Gió đang ngược về mình á. Hóa ra nãy giờ họ đang chèo ngược gió. Tất cả đều thấm mệt, thời gian cũng dần cạn. Đích đến đã ở rất gần, lẽ nào lúc này lại bỏ cuộc? Còn bao nhiêu lâu nữa hả? Còn 15 phút nữa. Đấy là lúc để các thành viên cố gắng thêm một lần nữa. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ok, vô. Bên kia, vô. Mừng các bạn đã vượt qua thử thách và giành giải thưởng 100 triệu của chương trình. Nhưng trong thời gian sinh tồn trên đảo, các bạn đã vi phạm 10 lỗi cá nhân và không hoàn thành 2 nhiệm vụ, nên giá trị giải thưởng còn lại là 84 triệu đồng. Và đây là series đặc biệt Sống và Yêu, cho nên sẽ không có cặp đôi bí ẩn, và phần thưởng sẽ được dành cho cặp đôi tỏ tình thành công, là một chuyến du lịch nước ngoài dành cho 2 người. Quay lại đảo ở 7 ngày. Qua đảo ở lại 7 ngày tiếp. Thực sự đây là một cái trải nghiệm mà quý giá nhất trong cuộc đời với những người bạn, những người anh em ở đây. Trải qua các thử thách và mọi người đều cố gắng hết mình. Tất cả đều là những con người đặc biệt. Yeah! Thời gian mà để bơi từ mình xa kia đến đảo thì chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà cả nhóm đó rất là quyết tâm, và trong lúc đi thì mọi người ai cũng kêu là gần tới rồi hết, ai cũng hát hò, ai cũng nói là gần tới rồi hết. Nhưng mà thật sự khi mà tới đây thì cảnh rất là đẹp, cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là vui. Dám nhau. Thật sự là đến ngày hôm nay là thực hiện thử thách cuối cùng cùng với các anh chị trong nhóm thì cảm thấy rất là vui, vì đã thứ nhất là vượt qua chính bản thân mình, thứ hai là cùng những người bạn thực sự là quý giá trong cuộc sống, trải qua những ngày cùng vượt qua thử thách với nhau, thật sự là thương anh chị rất là nhiều. Hay nữa, giống nhau. I feel amazing. After the last 2 days have been really hard because of the sun. We've been dehydrated, so just to make it out here and see the view, it's great. And to do it all together, I know how hard it was for all of us, so very good. Woohoo! Hôm nay thì khi mà bọn mình trèo á, trời cũng khá là nắng, nhưng một lúc sau thì trời rất là gió rất là mạnh, và thực sự là gió đã cản cái hướng của bọn mình đi. Mặc dù như thế thì bọn mình vẫn hò rô ta, và sau một hồi chiến đấu với sức gió thì mọi người cũng đã đến đây và đứng tại nơi này, nghe là chúng mình đã hoàn thành thử thách, và nơi này cũng rất là đẹp nữa, rất là tự hào với bọn mình. Thật sự cảm giác ra tới nơi cùng mọi người và giống như là sắp chia tay rồi, nên cảm thấy là ra tới nơi rất là tuyệt, nhưng mà cũng cảm hơi buồn một xíu đó. mình không còn thử thách nào nữa rồi. Mình sắp về rồi. Em thật sự rất là yêu, thật sự rất yêu mọi người. Rất là vui và cảm giác là may mắn khi sau hành trình vẫn còn giữ được những mối quan hệ của những người bạn đó. Tụi My vẫn lâu lâu vẫn hẹn hò, vẫn gọi là cà phê, trà sữa hay là đi xem phim, đi chơi các kiểu, thì cảm giác là rất là vui. Sau cuộc hành trình thì nhiều người bảo là trời ơi sao mà đen thế, tới bây giờ thì vẫn đen như vậy, chỉ có tóc dài hơn thôi. Bản thân mình tách ra khỏi với nhóm và đi cùng với rất là nhiều người bạn bè của mình thì thực sự mới thấy là mình đen, rất là đen, và mình phải tốn mất 3 tháng để cho da có thể hồi lại được như bây giờ. Bây giờ thì mình lại trắng lại rồi, nhưng mà thời điểm đó thì đứa nào cũng đen, đen xì luôn. Lúc mới về thì mọi người cũng rất là thấy mình rất là lạ. Thứ nhất là đen hơn, ốm hơn, rồi là râu mọc nhiều hơn. Mọi người thấy mình, mọi người ồ lên mà thấy rất là xa lạ. Ngay khi mà mình bắt đầu biết là chương trình kết thúc và mình được đi đến nơi mà có đông người, mình được nhận lại điện thoại này, nhận lại tiền bạc, thì thực sự đúng lúc đấy mình cảm giác như là mình là người rừng và mình đi ra tìm được cái thế giới loài người á. Mọi thứ đối với Trình thì nó khá là mới mẻ, giống như là phải từ việc là phải cầm điện thoại thì cũng thấy rất là khá xa lạ. Thấy những chiếc xe thì mình cũng thấy rất là xa lạ, giống như là mình lâu lắm rồi mình chưa có tiếp xúc với thế giới của bên ngoài. Ôi tại sao đây nhiều người như thế này? Ôi tại sao ở đây lại có nhiều cái thứ nó hiện đại như thế này? Như là bọn mình nhìn thấy cái chỗ để tắm này, chỗ để rửa mặt rửa tay thì mọi thứ nó rất là xa lạ đối với tụi mình. Có cảm giác như giống như là mình chưa thể nào mà trở lại cuộc sống hiện thực được. Yeah, so when I came back, what we all did was grab our phone and try to, you know, check in with our family and friends. I miss the island right away. I miss not having a phone or worrying about money and stuff like that. But after a week or so, it all came back and everything was back to normal. So it wasn't too big a change, but after a week, everything went back to normal. Now, Linh có câu hỏi thì Linh cũng sẽ lặp lại tất cả điều và có thể một số điều Linh sẽ làm khác. Mặc dù mình cũng có một số chuyện là hơi luyến tiếc chút xíu, có thể là mình làm chưa hết sức mình, hoặc là mình chưa dám tỏ tình với một người mình thích. Tham gia chuyến đi này một lần nữa hả? Nếu mà được tham gia tiếp là Tùng sẽ tham gia thêm một cái chuyến đi giống vậy nữa, 10 ngày hay là 1 tháng luôn cũng được. Nếu mà cho My cơ hội làm lại thì My vẫn muốn tham gia chương trình một lần nữa. Absolutely, 100% I would come back. It would be cool if, you know, I had some better translations on the island. I didn't get any translations from anyone but Huy Anh. I was confused the whole time on the island, but other than that, it was so sweet. You know, not having a phone and just, you know, hanging out with all these guys, it was so fun. So yeah, I would 100% do it again. Thực ra thì Thùy Anh thì rất là thích những cái chương trình kiểu như thế này, rất thích những chương trình kiểu sinh tồn như thế này, nhưng mà để tham gia lần nữa hay không thì đấy là một điều mình nên suy nghĩ, tại vì cái gì làm nhiều quá thì nó cũng không phải là kỷ niệm đẹp nữa. Mà Thùy Anh thực sự là đối với Thùy Anh thì cái khoảng thời gian ở trên đảo hoang nó là một cái thời gian rất là đẹp đối với Thùy Anh, nên là Thùy Anh cũng không muốn mình có quá nhiều cái sự lặp đi lặp lại như vậy. Như thế thì những cái khoảnh khắc đặc biệt nó sẽ không còn nữa. Sau chương trình đó, thì cái chuyện tình cảm mình dù có tiết chuyện tốt hay là xấu như thế nào đó thì ít nhất mình cũng có được những người bạn. Cái điều quan trọng là những người bạn vẫn còn nhỏ, vẫn còn chơi chung với nhau, cũng vẫn vui vẻ gặp nhau, lâu lâu hẹn gặp nhau. Cái điều đó là điều quan trọng là mình có được. Thực ra thì cùng nhau trải qua nhiều thử thách và nói chuyện nhiều với nhau, thì sau đó khi mà về lại cuộc sống hàng ngày thì mình có thêm những người bạn hiểu mình hơn. Và tình cảm thì ngày càng gắn kết hơn. Nhưng mà tụi mình vẫn duy trì ở mức là bạn bè thôi, cũng không có tiến triển gì hơn. Cuối cùng là Tùng với Trường là một cặp. Tùng Trường. Tùng Trường. Hôn nhau đi. Nhạc quá. Chia tay những bạn trẻ cá tính, bản lĩnh, đầy năng lượng, đầy tình cảm của Love House phiên bản sống và yêu. Mời quý khán giả cùng đón chào 8 thành viên mới với 8 màu sắc mới, nhưng đều chung một trái tim rực lửa yêu thương. Họ sẽ bên nhau trải nghiệm một chuyến hành trình tìm kiếm tình yêu để không tiếc nuối một thời thanh xuân tươi đẹp sẽ trôi qua. Tất cả sẽ có trong Love House mùa 7 phát sóng vào lúc 22h45 thứ Ba hàng tuần trên kênh HTV7. Nói ra đi bày tỏ hết, nghĩ sẽ đi ngại chi, nói yêu.